Xin chào anh chị nha, em Phan Khôi của Giỏ Cleaner gói quà đây. Hôm nay em sẽ khò, làm khò thị phạm cho cái giỏ sinh nhật 30/22 bằng lưới đó nè. Cái này là em cắt ngắn à. Chúng ta sau khi làm cái giỏ quà trái cây xong á, chúng ta ướm thử là cái măng con nó dài bao nhiêu. Chúng ta cắt trước nha, canh cắt. Cái lưới bắn á, thì mình có thể gập xuống như vậy, mình dán cho nó dài xuống nha. Đây là đi một cái đường viền băng keo hai mặt nè, xung quanh rồi. Để nó giữ lại. Rồi bắt đầu cái măng co mà sau khi mình canh cắt rồi á thì mình kéo xuống, kéo xuống cho nó dính vô trong này. Đầu tiên phải làm sao cho nó ra băng keo hai mặt cho nó dính cái này trước đây nha. Khò dưới cái thân cái mặt vỏ này, khuôn viền cũng chắc. Tùy cái cách tay làm thì chúng ta có thể sơ cho nó xa hoặc là gần. Cái cách mình làm á nhanh lắm. Rồi bắt đầu mình refresh lại cho nó căng, nó bóng ra. Nói chung là làm vài cái thì nó cũng dễ. Cái quan trọng là đi cái đường viền băng keo hai mặt xung quanh cái đây. Rồi mình làm được với lưới trơn nó cũng thế. Lưới nào cũng làm như vậy thôi. Lưới trơn, lưới bố, lưới von, lưới nhào của mình cũng kéo đây xuống, dán băng keo hai mặt rồi canh cái măng co cắt phù hợp với size. Rồi, mục đích đó dán cái này là để cho mình làm, mình khò nó đỡ phải cháy lưới, cộng với là nó đỡ vướng tay mình thôi. Ví dụ như cái cháy này, cháy thì có thể ví dụ như lỡ khò nó tay cháy á, một theo yêu cầu thì có thể thay làm lại hoặc là mình dán một miếng băng keo. Nhiều lúc làm nhanh vội quá thì nó lại hay bị. Đây là em làm thử rồi, anh chị xem. Giỏ 30/22 K12 bán lưới, lưới bố. Xài với măng co 55 nha. Măng co phải tối thiểu độ rộng 55, còn cái chiều cao thì tùy theo cách làm. Có thể cắt ngắn gọn lại. Mình làm xong mình vuốt lên rồi mình đi băng đi nơ gì đó tùy theo cái nhu cầu nha anh chị. Rồi xin chào và hẹn gặp lại anh chị nha. Có những cái nào đó thì em biết thì em anh chị hỏi thêm trả lời, gửi thêm cho anh chị coi.